Cuốn 61 giải thích phẩm tùy hỷ thứ 39, kinh Đại Bát Nhã Ghi, phần 2 phẩm tùy hỷ hồi hướng thứ 37, kinh Bấy giờ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát nói với Tuệ Mạng Tu Bồ Đề rằng: Có Bồ Tát Ma Ha Tát đem phước đức tùy hỷ cho tất cả chúng sanh để cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì không sở đắc, hoặc đem phước đức của thành văn Bích Chi Phật, hoặc phước đức bố thí trì giới tu định tùy hỷ của tất cả chúng sanh, so với Bồ Tát Ma Ha Tát đem phước đức tùy hỷ cho tất cả chúng sanh để cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phước này tối thượng đệ nhất, tối diệu vô thượng, không thể sánh bằng. Vì sao? Vì thành văn Bích Chi Phật và tất cả chúng sanh được phước đức do bố thí trì giới tu định tùy hỷ đều vì tự diệu phục, tự thanh tịnh, tự độ mà tu, mà khỏi tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không vô tướng vô tác. Còn Bồ Tát công đức tùy hỷ hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem công đức ấy vì điều phục hết thảy chúng sanh, vì thanh tịnh hết thảy chúng sanh, vì độ hết thảy chúng sanh mà khởi tu. Bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Đề thưa Di Lặc Bồ Tát rằng: Các Bồ Tát Ma Ha Tát nhớ đến vô lượng vô biên vô số các nước Phật diệt độ trong mười phương vô lượng vô biên vô số thế giới, từ khi mới phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác vào vô dư niết bàn, cho đến khi pháp tận, ở khoảng trung gian ấy tạo các phước thiện căn tương ưng sáu ba la mật và thiện căn phước về bố thí trì giới tu định của các người thanh văn, thiện căn vô lậu của các bậc hữu học vô học, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, nhất thiết trí, đại từ đại bi và vô lượng vô số các Phật pháp khác của chư Phật, và học từ pháp của chư Phật thuyết được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán Bích Chi Phật đạo vào Bồ Tát Ma Ha Tát vị, và thiện căn của các chúng sanh khác đem tất cả phước đức tùy hỷ với tất cả thiện căn hòa hợp lại ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác là tối thượng đệ nhất, tối diệu vô thượng, không gì sánh bằng. Tùy hỷ như vậy rồi đem phước đức tùy hỷ ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có thiện nam tử tu Bồ Tát đạo nghĩ rằng tôi đem tâm này hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy là sanh tâm duyên sự, nếu hữu thiện nam tử chấp thủ tướng mà hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác có thể được như sở niệm chăng? Di Lặc Bồ Tát nói với Tu Bồ Đề: Thiện nam tử ấy, Tu Bồ Tát đạo hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy là tâm duyên sự, nếu thiện nam tử chấp thủ tướng như vậy thời không thể được sở niệm. Tu Bồ Đề nói với Di Lặc Bồ Tát: Nếu các sự các duyên không có gì của chính nó mà thiện nam tử ấy chấp thủ tướng, Tu Bồ Tát đạo đối với các thiện căn của chư phương Phật mười phương, từ khi mới phát tâm cho đến khi phát tận, và đối với các thiện căn của thanh văn, thiện căn của bậc học vô học, tất cả phước đức tùy hỷ hòa hợp hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì vô tướng nên Bồ Tát ấy không có điên đảo, không có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, vô thường cho là thường, không có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là vui, vô ngã cho là ngã, hoặc không có duyên như sự vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như vậy, tâm hồi hướng cũng như vậy. Thí ba la mật, giới nhẫn tấn thiền bát nhã ba la mật cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Nếu như vậy, thế nào là duyên, thế nào là sự, thế nào là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nào là thiện căn, thế nào là tâm tùy hỷ hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác? Luận: Trong bảy phẩm trước, Phật sai Tu Bồ Đề nói Bát Nhã, giữa chừng đấy thích hỏi nhiều, nói nhiều việc công đức. Này Di Lặc, thuận theo bổn ý Phật, trở lại muốn sai Tu Bồ Đề, nhân pháp tùy hỷ mà nói rộng Bát Nhã ba la mật. Lại nữa, đấy thích nghe trên kia nói cúng dường Bát Nhã bằng hoa hương kỹ nhạc phan lọng, được phước rất nhiều, tự vui mừng may mắn sâu xa, nghĩ rằng các thứ cúng dường ấy chỉ chúng tôi sắm được, chẳng phải người xuất gia có được. Thế nên Di Lặc muốn dẹp cái tâm tự cho mình nhiều của ấy, nên nói Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ đem tâm tùy hỷ là hơn cả sự bố thí và các công đức vô lậu của thanh văn Bích Chi Phật và tất cả chúng sanh, vốn dĩ hương hoa cúng dường kinh quyền. Phước đức tùy hỷ là không nhọc thân miệng làm các công đức, chỉ đem tâm phương tiện thiện xảo, thấy người khác tu phước vui mừng theo, nghĩ rằng giữa hết thảy chúng sanh, người tu phước hành đạo được là rất thủ thắng,
Nếu lìa phước đức thời người và súc sanh, đồng hành ba việc, dâm dục, uống ăn, chiến đấu. Người hành đạo từ phước được chúng sanh tôn trọng cung kính, tí như lúc nóng bức có trăng tròn mát mẻ, không ai không ưa ngước xem, cũng như trước ngày đại hội chuẩn bị kỹ nhạc, hào soạn đầy đủ. Người ở gần xa đều hân hoan phó hội, người tu phước cũng như vậy. Phước đức làm nhân duyên được hai thứ vui là vui thế gian và vui xuất thế gian. Xuất thế gian là các pháp vô lậu, tuy không có phước báo, song hay sanh phước đức nên gọi là phước đức. Tế nên hữu lậu vô lậu đều gọi là phước đức. Lại nữa, phước đức là gốc của Bồ Tát Ma Tát, hay làm cho mãn nguyện được tất cả thánh nhân tán thán. Bị người vô trí hủy báng, chỗ người trí đạo đi, người vô trí xa lìa. Do nhân duyên phước đức nên được làm vua người, thánh vương chuyển luân, vua trời, A-la-hán, bích chi Phật, chư Phật Thế Tôn, đại từ, đại bi, mười lực, bốn điều không sợ, trí nhất thiết chủng, tự tại vô ngại, đều từ trong phước đức sanh. Các thứ phước đức như vậy, vì được chánh kiến nên hoan hỷ theo. Lại nữa, Bồ Tát tự suy nghĩ, ta nên đem vui cho tất cả chúng sanh, nên thấy chúng sanh tự tu hành phước đức, thế nên tâm sanh hoan hỷ. Lại nữa, tất cả chúng sanh hành thiện, tương tự với ta, ấy là cùng ta đồng bạn, thế nên hoan hỷ. Các Bồ Tát Maha Tát đối với chư Phật dòng mười phương ba đời và Bồ Tát thành phần bích chi Phật và tất cả chúng sanh tu phước bố thí chỉ giới tu định, đối với các phước đức ấy sanh tùy hỷ phước đức, thế nên gọi là phước đức. Đem phước đức tùy hỷ ấy chung với hết thảy chúng sanh, hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác chung với hết thảy chúng sanh, là phước đức ấy không thể đem cho hết thảy chúng sanh mà có thể cho quả báo, nghĩa là Bồ Tát đã được phước đức quả báo, là các thứ vui thế gian như đem y phục uống ăn vân vân làm lợi ích chúng sanh. Bồ Tát do phước đức mà thân miệng thanh tịnh, được người tín thọ nói pháp cho chúng sanh, khiến được người thiện đạo bốn thiện vân vân làm cho lợi ích đời sau, và cuối cùng thành Phật được quả báo phước đức. Thân có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, ánh sáng vô lượng, người xem không chán, thanh tịnh vô lượng, phạm âm nhu hòa, các Phật pháp giải thoát vô ngại, thị hiện ba việc, biết tha tâm, hiện thần lực, thuyết giáo môn, đồ vô lượng vô số chúng sanh sau khi vào niết bàn, đã thân thành xá lợi, để cho người cúng dường, lâu về sau đều khiến cho đắc đạo, ấy là quả báo có thể đem cho hết thảy chúng sanh. Do trong quả nói nhân nên nói hết đem phước đức cho chúng sanh chung hưởng. Nếu phước đức có thể đem cho người, thầy chư Phật từ khi mới phát tâm nhóm các phước đức đem cho người hết, sau lại tạo lại hay sao? Thể thiện pháp không thể đem cho người, này chính dùng sức vô không não hại thí chúng sanh. Ấy gọi là phước đức tùy hỷ của Bồ Tát Ma Ha Tát, so với ba thứ phước đức của thành văn bích chi Phật và chúng sanh là tối thắng, tối thượng đệ nhất, tối diệu, vô thượng, không thể sánh bằng. Trong đây nói nhân duyên tối thắng là phước đức nhị thừa, là tự điều phục, tự thanh tịnh, tự độ thoát, giữ giới là tự điều phục, tu thiền là tự thanh tịnh, trí tuệ là tự độ thoát. Lại nữa, tự điều phục là tu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tự thanh tịnh là tu chánh niệm, chánh định, tự độ là tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh phương tiện. Lại nữa, do bố thí nên tự điều phục, do trì giới nên tự thanh tịnh, do tu định nên tự độ thoát. Tu định là nhân duyên gần của pháp vô lậu. Pháp vô lậu là 37 phẩm, ba giải thoát môn. Bố thí trì giới là nhân duyên xa nên không giải thích. Phước đức tùy hỷ của Bồ Tát tuy không có siêng năng mệt nhọc mà vì độ chúng sanh nên hơn. Hỏi, thật không độ hết thảy chúng sanh, cớ sao nói độ hết thảy chúng sanh hơn? Đáp, lực công đức của chư Phật Bồ Tát có thể độ hết thảy chúng sanh chỉ vì chúng sanh không có nhân duyên hòa hợp. Ví như lửa lớn thường có sức đốt chỉ vì củi không ở gần, cho nên không cháy, gần thời cháy hết. Bấy giờ tu Bồ Đề lấy trí tuệ xuất giáo không, nạn hỏi Di Lặc Bồ Tát, niệm đến phước đức tùy hỷ hồi hướng vô thượng đạo của chư Phật, ấy là niệm việc quá khứ, việc ấy có được như sở niệm chăng? Di Lặc dùng hai nhân duyên để đáp, không. Một, quá khứ vô lượng vô số kiếp, chư Phật diệt độ đã lâu, không còn để lại gì. Còn Bồ Tát hoặc không có trí túc mạng, hoặc có mà không thể biết kịp, chỉ theo như chỗ được nghe mà ước tưởng phân biệt, cho nên không được như sở niệm. Hai, chư Phật và công đức đều ra ngoài ba cõi ba đời,
mặt dứt được nói năng hí luận như tướng niết bàn rốt ráo không thanh tịnh. Tùy hỷ là phân biệt công đức thiện căn của chư Phật và chư đệ tử, tâm hồi hướng ấy và đạo vô thượng chẳng phải thật, cho nên đáp không. Tu Bồ Đề nạn rằng, nếu không có việc ấy mà Bồ Tát đức niệm phân biệt, thời phải rơi vào điên đảo. Nếu việc ấy thanh tịnh, rốt ráo không mà ức niệm cũng rơi vào điên đảo. Công đức của chư Phật quá khứ cũng như vậy, không có phân biệt, không có khác, làm sao được tùy hỷ theo. Đây lược nói nghĩa rộng thầy như kinh nói, nghĩa là Tu Bồ Đề hỏi Di Lặc Bồ Tát Ma Tát, nếu Bồ Tát niệm các đức Phật đã diệt độ trong mười phương vô lượng vô biên vô số thế giới quá khứ, là Bồ Tát muốn phát khởi công đức tùy hỷ, Phật là chủ công đức, cho nên ức niệm Phật, nghe kinh sách nói có danh hiệu Phật quá khứ, nên nhận lời danh hiệu ấy ức niệm rộng đến hết thảy Phật quá khứ. Từ khi mới phát tâm là bắt đầu phát tâm lập nguyện, ta sẽ độ hết thảy chúng sanh. Tâm ấy tương ưng với ba thiện căn là không tham, không sân, không si. Thiện căn tương ưng các thiện pháp, và thiện căn khỏi thân nghiệp, khẩu nghiệp, hòa hợp pháp ấy gọi là phước đức. Từ khi mới phát tâm tu sáu ba la mật vào Bồ Tát vị, được mười địa cho đến mười đạo tràng, trong đó Bồ Tát tu phước đức, hòa hợp được Phật đạo cho đến vào vô dư niết bàn. Sau khi diệt độ, xá lợi và giáo pháp lưu lại đều là công đức tự thân Phật hòa hợp. Nhân nơi trừ Phật, người đại thừa tu sáu ba la mật và tương ưng phước đức. Tương ưng là trừ sáu ba la mật, các pháp hành khác của Bồ Tát đều nhiếp vào trong sáu ba la mật. Cho nên nói tương ưng với sáu ba la mật hòa hợp. Nếu người cầu thanh văn bích chi Phật, thời gieo trồng phước đức bố thí chỉ giới tu định vân vân. Người thanh văn bích chi Phật có hai hạng. Một hạng hết lậu gọi là vô học. Hai hạng được đạo, lậu hoặc chưa hết gọi là học. Hai hạng người này có thiện căn hơn các phước đức, cho nên chỉ nói thiện căn. Trên nói người cầu nhị thừa là chỉ chung cả phàm phu thánh nhân. Đây nói vô học là thuần chỉ về thánh nhân. Tướng tốt là sắc pháp vô ký, chẳng phải là công đức lành, nên chỉ nói năm uẩn vô học, tức năm pháp uẩn giới định tuệ giải thoát tri kiến của Phật. Đại từ đại bi và Phật pháp. Nghĩ như trong phẩm đầu đã nói, pháp của Phật nói học pháp ấy được quả tu đà hoàn cho đến vào Bồ Tát vị là sau khi Phật diệt độ, từ trong giáo pháp kia mà lại mà được đạo, thế nên nói lại và các chúng sanh khác gieo trồng căn lành là trong khi Phật ở đời và giáo pháp lưu lại. Chính là nhân duyên phước đức của trời người và cho đến súc sanh. Bốn đoạn phước đức trên tâm hành giả duyên khắp rồi ước niệm tùy hỷ, cầu Phật đạo nên hồi hướng gọi là tùy hỷ vô thượng, tối thượng, không thể sánh bằng. Hỏi, người cầu Phật đạo cớ sao không tự tạo công đức mà lại đem tâm tùy hỷ? Đáp, các Bồ Tát có sức phương tiện nên đối với công đức người khác cực nhọc tạo được phát tâm tùy hỷ mà phước đức hơn người tạo ra. Lại nữa, phước đức tùy hỷ này tức là phước đức thật. Vì sao? Vì ước niệm quá khứ Phật, tức là ước niệm Phật Tam Muội, cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên trong sáu niệm. Nhân tu giới thanh tịnh vào thiền định khởi lên trí tuệ rốt ráo, hòa hợp lại nên khởi lên tâm hỷ chân chánh. Cho nên không chỉ tùy hỷ mà thôi cũng là tu hành Phật Pháp ấy. Căn duyên là sở duyên của tâm tùy hỷ, tức là công đức của chư Phật và hết thảy chúng sanh tạo được. Các sự là gốc của sở duyên, phước đức là chú xứ của công đức sở duyên, tức chư Phật và chúng sanh cùng đất đai, núi rừng, tinh xá chú xứ đều gọi là sự. Có thể được như sở niệm trong Di Lặc đáp không? Tu Bồ Đề đối với Di Lặc, nếu các sự các duyên không có gì của chính nó, cớ sao không rơi vào điên đảo? Điên đảo là ba loại phân biệt về bốn điên đảo: vô thường chấp thường, khổ cho là vui, bất tịnh chấp tịnh, vô ngã chấp ngã. Điên đảo ấy là thí dụ không có Phật mà ước tưởng niệm Phật, giống như vô thường mà tưởng niệm thường, bất tịnh mà tưởng niệm tịnh. Hỏi, kiến là gốc điên đảo như người được sơ quả có thể khởi tưởng điên đảo, tâm điên đảo chứ không có kiến điên đảo, vì khi thấy tứ đế thì đã dứt kiến hoặc. Đáp, điên đảo ấy khi sanh khác thì dứt khác, khi sanh thì tưởng khởi trước, thứ đến tâm, sau hết kiến, khi dứt thì trước dứt kiến, thế lý tứ đế liền dứt, thể tính điên đảo là tướng của kiến, thế lý tứ đế liền dứt,
Còn tưởng và tâm điên đảo là người học chưa lìa dục, quên ức niệm, thất niệm, nên thủ lấy tướng tịnh khỏi ra các kiết sử. Khi trở lại được chánh niệm, liền dứt, như trong kinh nói thí dụ, như nước giọt trên sắt nóng, liền tiêu mất. Sai lầm nhỏ, nên giả gọi là điên đảo, chẳng phải thật điên đảo. Thế nên nói người phàm phu có ba điên đảo, học nhân có hai điên đảo. Lại nữa, các duyên, các sự, như thật số giáo không, ức niệm cũng không, bồ đề cũng không, tâm tùy hỷ cũng không, tí ba la mật cho đến 18 pháp không chung cũng không. Nếu các pháp một tướng tức là vô tướng, thấy trong đó thế nào là duyên, thế nào là sự, thế nào là tâm hồi hướng vô thượng đạo. Kinh Di Lặc Bồ Tát nói với tu bồ đề, nếu các bồ tát ma ha tát tu lâu sáu ba la mật, cúng dường chư Phật nhiều, trồng căn lành, gần gũi thiện tri thức, khéo học pháp tự tướng không, các bồ tát ấy không thủ tướng duyên ấy, sự ấy, đem phước đức tùy hỷ với các thiện căn của chư Phật mà hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì pháp không hai, chẳng phải không hai, chẳng phải tướng, chẳng phải phi tướng, chẳng phải khả đắc, chẳng phải bất khả đắc, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng sanh chẳng diệt, ấy mới gọi là hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trái lại, nếu bồ tát tu sáu ba la mật không lâu, không cúng dường chư Phật nhiều, không trồng thiện căn, không gần gũi thiện tri thức, không khéo học pháp tự tướng không, bồ tát ấy tâm thủ tướng các duyên ấy, các sự ấy, đem phước đức tùy hỷ với các thiện căn của chư Phật mà hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy thời không gọi là hồi hướng. Tu bồ đề nghĩa bát nhã ba la mật cho đến nghĩa nhất thiết trùng trí như vậy, tức là đội không cho đến vô pháp hữu pháp không, không nên đem nói cho hàng bồ tát tân học. Vì sao? Vì bồ tát ấy có chút ít tâm thanh tịnh, tin vui cung kính đều quên mất, chỉ nên nói cho hàng bồ tát ở địa vị bất thối truyền. Nếu người có được thiện tri thức thủ hộ, hoặc người đã cúng dường chư Phật nhiều, trồng các thiện căn, thời nên nói nghĩa bát nhã cho đến nghĩa nhất thiết trùng trí cho họ, tức là nói nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Người ấy nghe pháp ấy tâm không thoái chuyển, không kinh không hãi không sợ. Tu bồ đề bồ tát ma ha tát nên đem phước đức tùy hỷ, nên hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy, tức là bồ tát dụng tâm tùy hỷ công đức hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm ấy tận diệt biến lìa các duyên ấy, các sự ấy, các thiện căn ấy cũng tận diệt biến lìa. Trong đây thế nào là tâm tùy hỷ, thế nào là các duyên, thế nào là các sự, thế nào là tùy hỷ các thiện căn hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai tâm không cùng có, tâm tánh ấy cũng không thể được hồi hướng. Bồ Tát làm sao đem tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật biết như vậy, Bát Nhã Ba La Mật không có pháp, cho đến thí Ba La Mật cũng không có pháp, sắc không có pháp, thọ tưởng hành thức cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có pháp, Bồ Tát Ma Ha Tát nên như vậy tùy hỷ công đức hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu hồi hướng được như vậy, ấy gọi là đem công đức tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luật ý Di Lặc cho các pháp sâu xa vi diệu, nghĩa là không hại các pháp tướng mà đem tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng đạo, việc ấy rất khó, tâm người phàm phu can cường không thể hành pháp ấy. Thế nên Di Lặc đáp, nếu hành giả tu sáu ba la mật lâu ngày, có công đức thâm hậu nên bất động, nghĩa là tin được, làm được, cúng dường chư Phật nhiều, trong các lành nhóm vô lượng vô biên vô số công đức, bẻ gãy kiết sử, tâm được nhu nhuyến, đó là nhân duyên đời trước, đời này gặp được thầy tốt, đồng học tốt, cũng tự học các pháp thật tướng, không có phương tiện thiện xảo nên không chấp trước không ấy. Do vô lượng nhân duyên như vậy nên pháp tùy vô tướng mà có thể khởi tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng đạo, thế như sắt tuy cứng chắc vào lò lửa thời mềm, tùy ý làm đồ dùng. Tâm Bồ Tát cũng như vậy, tu sáu ba la mật lâu ngày được thiện tri thức thủ hộ, tâm được nhu nhuyến, đối với các duyên, các sự, các thiện căn của chư Phật quá khứ không thủ tướng, mà khởi tâm tùy hỷ, dùng vô tướng hồi hướng vô thượng đạo. Vô tướng là dừng được pháp chẳng hai chẳng không hai, cho đến chẳng sanh chẳng diệt, trái với vô tướng trên đây là không thể hồi hướng. Di Lặc biết tu Bồ Đề ư nói không nên nói, nghĩa tùy hỷ của Bát Nhã Ba La Mật như vậy, không nên đem nói ở trước hàng tân học Bồ Tát. Vì sao? Vì nếu người có ít thiện căn phước đức, nghe nói pháp rốt ráo không, liền chấp không, nghĩ rằng nếu các pháp rốt ráo không, không có gì của chính nó, thời ta làm phước để làm gì, thời bị mất tiền nghiệp. Vì vậy nên đối với Bồ Tát mới phát tâm, trước hãy dạy thủ tướng tùy hỷ,
dần dần được trí tuệ mới có thể thật hành vô tướng tùy hỷ. Thí như chim non, chim con lồng cánh chưa thành, không thể ép khiến bay cao, sáu thứ lông cánh thành tựu thời mới bay xa được. Đối với Bồ Tát ở địa vị bất thối và pháp vị, được pháp nhẫn có thể tin có thể làm mới nói cho. Nếu người tu sáu ba la mật lâu ngày, thân cận thiện tri thức, bên trong có phước đức, bên ngoài có nhân duyên trợ lực, thời tuy chẳng phải ở địa vị bất thối, có thể tin có thể làm. Hai hạng người này nghe nói bát nhã thời tâm thanh tịnh, tùy hỷ tín thọ. Như người đói khát lâu ngày, được đồ ăn uống ngon, như quá nóng được mát, quá lạnh được ấm, tâm rất ưa thích hoan hỷ. Hai hạng Bồ Tát này cũng như vậy, được trí tuệ vô tướng ấy. Nghĩ rằng ta nhân trí tuệ này mà độ được vô lượng chúng sanh, đâu có kinh hãi sợ sệt. Sợ sệt từ trong tâm ta sanh ra, trong vô tướng các pháp tướng còn không, huống gì có ta để mà quyết định thủ lấy tướng các pháp. Nghe nói hết thảy pháp vô tướng thời sanh sợ sệt. Đến đây nói nghĩa thể tùy hỷ xong, sau sẽ dùng mỗi mỗi môn sai khác để giải thích sự ấy. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát nên tư duy như vậy, dùng tâm ấy hồi hướng vô thượng đạo, xong tâm ấy niệm niệm biến dị tận diệt, không có thời gian ngưng trụ. Còn các duyên các sự, tức là chư Phật và thiện căn quá khứ, các duyên và sự chư Phật ấy đã diệt lâu rồi, tâm tùy hỷ nay diệt, đã diệt không khác. Thế nên trong kinh nói, dùng tâm ấy hồi hướng thì tâm ấy tận diệt. Như vậy vì đều đi vào quá khứ, vì vào thời tướng các pháp, nên không có phân biệt là tâm, là duyên, là sự, là thiện căn. Nếu hồi hướng được như vậy là tránh hồi hướng. Lại nữa, trong một lúc hai tâm không hòa hợp, khi có tâm tùy hỷ thì không có tâm Bồ Đề, hết thảy tâm tướng rốt ráo không, không thể lấy tâm chấp thủ tướng hồi hướng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết bát nhã ba la mật không, không có định pháp, như bát nhã ba la mật hết thảy pháp, cho đến vô thượng đạo cũng như vậy. Khi ấy dứt pháp ái, bỏ tâm chấp trước, đối với không, không tranh luận, ấy gọi là Bồ Tát tránh hồi hướng. Kinh, bây giờ Thích Đại Hoàn Nhân nói với tu Bồ Đề, Bồ Tát mới phát tâm, nghe việc ấy sẽ không kinh hãi sợ sệt chăng? Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát mới phát tâm làm các thiện căn hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác? Lại thế nào là đem phước đức tùy hỷ hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề đáp, Thích Đại Hoàn Nhân, nếu Bồ Tát mới phát tâm tu bát nhã ba la mật, không chấp thủ ba la mật ấy, vì không sở đắc về vô tướng, cho đến thí ba la mật cũng như vậy, phần nhiều tin hiểu nội không, cho đến phần nhiều tin hiểu vô pháp hữu pháp không, phần nhiều tin hiểu bốn niệm xứ, cho đến 18 pháp không chung, thường thân cận tri thức, thiện tri thức ấy nói cho nghĩa sáu ba la mật, mở bày phân biệt dạy bảo như vậy, khiến thường không lìa bát nhã ba la mật, cho đến khi được vào pháp vị Bồ Tát, chọn không lìa bát nhã ba la mật, cho đến không lìa thí ba la mật, không lìa bốn niệm xứ, cho đến 18 pháp không chung, cũng dạy việc của ma. Nghe các việc của ma rồi, tâm không thêm không bớt. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không chấp thủ hết thảy pháp, Bồ Tát ấy cũng thường không lìa chư Phật, cho đến khi được Bồ Tát vị ở trung gian ấy, trồng các thiện căn, do thiện căn ấy nên sanh vào nhà Bồ Tát, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa thiện căn ấy. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát mới phát tâm đối với công đức dứt đường sanh tử, dứt các hí luận đạo tận, bỏ gánh nặng, dứt gai nhọ xóm làng, dứt các hữu kiết sử, chánh trí được giải thoát của chư Phật trong 10 vô lượng vô biên vô số thế giới, và công đức của các đệ tử Phật làm, hoặc là các thiện căn của dòng lớn Sát Lợi, dòng lớn Bà La Môn, đại gia cư sĩ, trời bốn thiên vương, cho đến trời Tịnh Cư, tất cả công đức thiện căn ấy hòa hợp cần lượng, đem tâm tùy hỷ hồi tối thượng đệ nhất, tối diệu vô thượng vô đẳng đẳng mà hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát nói với tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát mới phát tâm niệm đến thiện căn của chư Phật và đệ tử mà tùy hỷ công đức tối thượng đệ nhất, tối diệu vô thượng vô đẳng đẳng, tùy hỷ rồi nên hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao Bồ Tát không rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo? Tu Bồ Đề đáp, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát niệm Phật và tăng mà nơi đó không sanh Phật tưởng, tăng tưởng, không có thiện căn tưởng, dùng tâm ấy hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong tâm ấy cũng chẳng sanh tâm tưởng. Bồ Tát hồi hướng như vậy, tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo,
Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ đến thiện căn của Phật và Tăng mà thủ tướng rồi hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát như vậy gọi là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát dùng tâm ấy nghĩ đến các thiện căn của Phật và Tăng thì tâm ấy niệm liền biết nó tận diệt. Nếu tận diệt, thời pháp ấy không thể được hồi hướng. Tâm hồi hướng được dùng cũng là tướng tận diệt, chỗ hồi hướng cũng là tướng tận diệt. Nếu hồi hướng như vậy gọi là chánh hồi hướng, chẳng phải tà hồi hướng. Bồ Tát Ma Ha Tát nên hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy. Lại nữa, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ đến thiện căn của chư Phật và đệ tử, thiện căn của người phàm phu biết nghe pháp, hoặc thiện căn của chư thiên rồng dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già biết nghe pháp, hoặc thiện căn của dòng lớn sát lợi, dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ, trời bốn thiên vương, cho đến trời Akani sắc biết nghe pháp, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem tất cả công đức ấy hòa hợp cân lượng, tùy hỷ tối thượng đệ nhất vô thượng vô đẳng đẳng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Bồ Tát nếu biết như vậy, các pháp ấy tận diệt, chỗ hồi hướng cũng tự tánh không. Hồi hướng được như vậy gọi là chân hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, nếu Bồ Tát biết như vậy, không có pháp có thể hồi hướng. Vì sao? Vì hết thảy pháp tự tánh không. Nếu hồi hướng được như vậy gọi là chánh hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật cho đến Thí Ba La Mật không rời vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Vì sao? Vì Bồ Tát không chấp trước hồi hướng, cũng không thấy chỗ tâm Bồ Đề đem các thiện căn hồi hướng, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát vô thượng hồi hướng. Luận hỏi, Bồ Tát mới phát tâm nghe việc ấy sẽ không kinh hãi sợ sệt chăng? Nghĩa này trước đã hỏi đáp, sau nay còn hỏi. Đáp: trên kia Tùy Di Lặc nói với Tu Bồ Đề không nên đem nói cho hàng Bồ Tát tân học, chỉ nói cho hàng Bồ Tát bất thối và người tu lâu, vì hai hạng người ấy nghe rồi có thể tin làm. Đã nói nhân duyên của chánh hồi hướng mà còn nói pháp không, cho nên Đế Thích Nghi, trong chúng có hạng mới phát tâm làm sao lại nói không làm cho họ sợ hãi? Tu Bồ Đề muốn thành tựu lời Di Lặc nói, muốn khiến hàng mới phát tâm nên chánh hồi hướng, nên đáp với Đế Thích: nếu Bồ Tát mới phát tâm, tuy không tin làm sáu ba la mật, không cúng dường chư Phật, song vì có lợi căn gặp được thiện tri thức, do có hai nhân duyên ấy nên đủ sức chánh hồi hướng. Thế nên nói với Đế Thích: Bồ Tát mới phát tâm, Tu Bát Nhã Ba La Mật không chấp thủ Bát Nhã ấy, vì không sở đắc, vì rốt ráo không, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng được, chẳng trước, cho đến Thí Ba La Mật cũng như vậy. Phần nhiều tiền hiểu nội không là thường tu vừa vào tam muội quán nội không nên tiền hiểu, cho đến đối với 18 pháp không chung phần nhiều tin hiểu cũng như vậy. Tướng mạo thiện tri thức trước đã nói, trong đây chỉ nói rõ người hay nói theo nghĩa sáu ba la mật, người nghe nghĩa ấy rồi thường không rời Bát Nhã Ba La Mật cho đến khi được vào Bồ Tát pháp vị. Có người tu lâu vào Bồ Tát vị, có người mới phát tâm vào Bồ Tát vị. Lại nữa, đối với Bồ Tát mới phát tâm ấy, thiện tri thức nói cho nghe việc ma, nghe việc ma xong không tăng không giảm, nhờ khéo tu tập tướng các pháp. Nếu ma muốn phá là vì muốn phá không, thời không không có phá. Nếu có tăng ích thì như huyễn như mộng, tăng ích cái gì? Thế nên nói không tăng không giảm. Do nhân duyên ấy nên thường không lìa chư Phật, thường sanh nhà Bồ Tát, đời đời không giỏi thiện căn, cho đến khi chứng vô thượng đạo, Bồ Tát mới phát tâm ấy được có nhân duyên như vậy, nên cùng Bồ Tát phát tâm đã lâu không khác. Lại nữa, tùy hỷ hồi hướng là hạng Bồ Tát mới phát tâm đối với đạo đoạn của chư Phật trong mười phương vô lượng vô số thế giới quá khứ, là dứt đường sanh tử và vô dư niết bàn. Vì các hí luận dứt nên nói là dứt các hí luận, lấy tam muội không không vân vân, xá tám thánh đạo phần nên nói là đạo tận, năm uẩn hay sanh khổ não nên nói là gánh nặng. Có hai lối xả năm uẩn: một, trong hữu dư niết bàn xả phiền não là nhân duyên của năm uẩn; hai, trong vô dư niết bàn xả quả năm uẩn, tức là năm uẩn. Hết thảy nhà bạch y cư sĩ gọi là xóm làng, người xuất gia nương hàng bạch y cư sĩ mà sống, song nhà bạch y có thứ gai năm dục, vì ăn nên đi vào rừng cây quả có gai nhọn để lấy quả nên bị gai chích.
như người mang guốc gỗ đạp gai, thời gai bị đạp gãy, ấy là chư Phật lấy guốc thiền định trí tuệ đạp gãy gai năm dục, gọi là đoạn dứt năm hạ phần kiết, tham sân thân kiến giới thủ nghi. Kiết sử hữu phần dứt hết gọi là đoạn năm thượng phần kiết, sắc ái vô sắc ái trọng cử, kiêu mạn vô minh. Trí tuệ tương ương với các pháp thật tướng kim cang tam muội, dứt hết thảy phiền não và tập khí, nên nói là chánh trí được giải thoát, như vậy đều gọi là tán thán. Công đức của quá khứ chư Phật và đệ tử, làm đệ tử có ba hạng là Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn, rộng lớn giác lợi cho đến trời Tịnh Cư. Nơi ấy trồng thiện căn là bốn nơi làm nhân dụng phước, là nơi gieo phước đức, tâm tùy hỷ với phước đức hòa hợp cân lượng tối thượng không thể sánh. Hồi hướng vô thượng đạo, tâm hồi hướng ấy chẳng phải chánh, chẳng phải tà. Vì cớ sao? Này gì lạc hỏi tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mới phát tâm, niệm đến công đức chư Phật rồi hồi hướng vô thượng đạo, làm sao không đọa vào điên đảo? Tu Bồ Đề đáp, hoặc Bồ Tát ấy vì bát nhã ba la mật làm sức phương tiện, nên đối với chư Phật không sanh Phật tưởng, và đối với thiện căn của các đệ tử không sanh thiện căn tưởng. Vì hết thảy pháp do hòa hợp sanh không có tự tánh, nên không có pháp nhất định, gọi là Phật, thế nên không sanh Phật tưởng, vân vân. Tầm hồi hướng ấy cũng không sanh tâm tưởng, thế nên Bồ Tát không đọa vào điên đảo, trái với đây tức là đọa vào điên đảo. Lại nữa, Bồ Tát lấy tâm ấy niệm chư Phật và các thiện căn, khi tâm ấy diệt tận, liền biết diệt tận, tâm diệt tận không được hồi hướng. Vì sao? Vì biến mất diệt hoại, tâm ấy cũng vào cửa vô thường, đến trong pháp tánh. Trong pháp tánh không có phân biệt là tâm, là phi tâm, là Phật, là thiện căn, là vô thượng đạo. Tâm hồi hướng, tướng hồi hướng, tướng diệt tận cũng như vậy. Sơ tâm là tâm ước niệm đến công đức tùy hỷ của chư Phật quá khứ. Hậu tâm là tâm hồi hướng. Nếu hồi hướng được như vậy, gọi là chánh hồi hướng. Hỏi, sơ tâm, hậu tâm là tướng sanh diệt, có thể vô thường. Còn chỗ hồi hướng là vô thượng đạo, ở vào thời vị lai, làm sao nói diệt tận? Đáp, ông không nghe tôi đáp trước kia, vào cửa vô thường đến trong pháp tánh. Trong đó không nói diệt tận là vô thường, chỉ nói thật tướng các pháp là diệt tận. Chứ cũng đã nói vô thượng chánh đẳng chánh giác ra khỏi ba đời, vượt khỏi ba cõi, không có tướng chấp thủ. Hồi hướng được như vậy gọi là chánh hồi hướng. Lại nữa, chẳng phải chánh, chẳng phải tả hồi hướng, là Bồ Tát đối với thiện căn của chư Phật quá khứ cho đến vô thượng không thể sánh, hồi hướng vô thượng đạo, có Bồ Tát biết việc ấy đều tận diệt, biết chỗ hồi hướng cũng tự tánh không, biết diệt, biết không là chân hồi hướng. Nếu pháp quá khứ vô thường nên không thể hồi hướng nơi pháp tự tánh không. Nếu pháp quá khứ không, không nên, không thể hồi hướng trong pháp tự tánh không. Dùng trí tuệ như vậy mà hồi hướng, ấy gọi là chánh hồi hướng. Lại nữa, nếu Bồ Tát biết hết thảy pháp nhân duyên sanh, nên không có tự lực thường trú, tự pháp tướng bất động, vốn gì có tạo tác, không có tạo tác nên trong hết thảy pháp không có pháp hồi hướng pháp, ấy gọi là chánh hồi hướng. Bồ Tát như vậy, tùy tu thiện pháp sáu ba la mật cũng không rơi vào điên đảo vì không chấp trước hết thảy pháp. Kinh. Lại nữa, nếu Bồ Tát Ma Tát biết phước đức được khởi tạo xa lìa năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, cũng biết bát nhã ba la mật là tướng xa lìa, cho đến thí ba la mật là tướng xa lìa, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không là tướng xa lìa, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung là tướng xa lìa. Bồ Tát Ma Tát tâm tùy hỷ khởi lên phước đức như vậy, hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Đại Bát Nhã ghi, nếu Bồ Tát đối với phước nghiệp đã tu tạo, như thật biết rõ nó liệu ẩn xứ giới, cũng liệu bát nhã ba la mật, cho đến bố thí ba la mật đa, cũng lìa nội không cho đến vô tánh hữu tánh, cũng lìa bốn niệm trụ cho đến 18 pháp không chung, Bồ Tát Ma Tát ấy đối với phước nghiệp đã tu tạo, như thật biết rõ rồi, thâm tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát Ma Tát ấy tùy hỷ phước đức, biết tùy hỷ phước đức tự tánh xa lìa, cũng biết chư Phật xa lìa Phật tánh, các thiện căn cũng xa lìa tánh thiện căn, Bồ Đề tâm cũng xa lìa tánh Bồ Đề tâm, hồi hướng cũng xa lìa tánh hồi hướng, Bồ Tát cũng xa lìa tánh Bồ Tát, bát nhã ba la mật cũng xa lìa tánh bát nhã ba la mật, thiền ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật cũng xa lìa tánh thí ba la mật, cho đến 18 pháp không chung cũng xa lìa tánh 18 pháp không chung.
Bồ Tát Ma Ha Tát nên như vậy tập hành Bát Nhã Ba La Mật liệt tướng, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, từ trong Bát Nhã Ba La Mật sanh tùy hỷ phước đức. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hy thiện căn của chư Phật quá khứ đã diệt độ, nếu muốn hồi hướng nên hồi hướng như vậy, nghĩ rằng nhiều tướng chư Phật diệt độ, tướng các thiện căn cũng như vậy, tướng pháp diệt độ cũng như vậy, ta dụng tâm hồi hướng, tướng tâm ấy cũng như vậy, nên biết đó là hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không đọa vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật mà chấp thủ tướng thiện căn của chư Phật mà hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ấy thời không gọi là hồi hướng. Vì sao? Vì chư Phật và thiện căn quá khứ chẳng phải duyên tướng, chẳng phải duyên vô tướng. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát cũng thủ tướng như vậy, ấy thời gọi là thiện căn hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy, vì đọa vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đối với chư Phật và thiện căn và các tâm không thủ tướng, ấy gọi là lấy các thiện căn hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không đọa vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát hỏi tu Bồ Đề, làm sao Bồ Tát Ma Ha Tát đối với các thiện căn không thủ tướng có thể hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Tu Bồ Đề đáp, vì sự ấy nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát sau khi học Bát Nhã Ba La Mật nên có Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện. Nếu phương đương ấy để Bát Nhã Ba La Mật thời không được hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật thời chư Phật không thể có được, các thiện căn không thể có được, tâm hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không thể có được. Trong đây, khi Bồ Tát Ma Ha Tát tập hành Bát Nhã Ba La Mật nên suy nghĩ như vậy: thân chư Phật và đệ tử quá khứ đã diệt, các thiện căn cũng diệt, ta này thủ tướng phân biệt chư Phật, các thiện căn và các tâm thủ tướng như vậy mà hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chư Phật không hứa cho. Vì sao? Vì thủ tướng là có sở đắc, nghĩa là đối với chư Phật quá khứ có thủ tướng phân biệt, thế nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn lấy các thiện căn hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không nên có sở đắc, không nên thủ tướng. Như vậy hồi hướng nếu có đắc và thủ tướng hồi hướng, thầy chư Phật không cho đó là có lợi ích lớn. Vì sao? Vì hồi hướng ấy tạp độc, thí như đồ ăn ngon có tạp độc, tuy có sắc đẹp hương thơm được người tham ưa mà tạp độc, kẻ ngu si vào vui mừng tham sắc đẹp